Xin chào các bạn, Đăng Phương Auto hôm nay xin giới thiệu cho các bạn cam 360 độ Owin, cam 360 độ Pro Owin. Cam này có những tính năng là cung cấp chế độ xem 360 hoàn chỉnh vòng quanh xe với 4 cam siêu rộng, hình ảnh 3D, tạo hình ảnh bằng cách hợp nhất tất cả các chế độ của các cam. Cam lùi, cam tiến, góc quay là 180 độ. Quay video tất cả các máy và ghi lại, và có chế độ ghi đè. Cảm biến ảnh là Sony. Bây giờ mình sẽ mở hộp này cho các bạn xem. Cam này có tính năng rất tuyệt vời. Chúng ta có thể lựa chọn nút để hiển thị cam, hoặc là chúng ta có thể dùng sinh nhan để hiển thị cam. Khi mà chúng ta cần xem chi tiết hình ảnh cam ở khu nào, bên nào thì chúng ta có thể dùng nút bấm để chúng ta lựa chọn cái vị trí góc quay cho tốt nhất, để chúng ta có thể lái xe được an toàn và quan sát xe được rõ nhất. Bây giờ mình sẽ mở hộp cam 360 Owin Pro. Các bạn xem, đây là hộp của cam Owin 360 Pro. Thì gồm có một bộ module. Đây là module chính dùng để điều khiển. Biểu tượng hình mắt cú tròn Owin 360. Thế sau này có serial number part, có tem bảo hành của nhà sản xuất. Đây là cổng dùng để kết nối. Đi theo cam này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có cam trước, cam sau và cam ở hai bên sườn. Đây, hai cam thì trên cam này đều có ký hiệu trước và sau. Hai cam có cam trước và cam sau. Mình sẽ mở hộp cái cam trước, cam sau cho các bạn xem. Độ thiết kế rất là tinh xảo và độ hoàn thiện rất săn nát. Đây, cam sau. Đây là cam của bên sinh nhan, cam bên gương phải và gương trái. Đối với cam này thì chúng ta nắp bên nào cũng được, nắp rất đơn giản thôi. Có ốc xoáy, có chống nước luôn, để độ hoàn thiện rất tuyệt vời, tinh xảo, chất lượng. Tiếp theo đây là chúng ta có gioăng này chống nước nhé các anh chị, các bạn, gioăng này chống nước. Và tất cả các cam đều được nhà sản xuất hỗ trợ cho thêm mũi khoan để khoan chân gương, khoan dưới gương để lắp vào cam bên phải bên trái gương. Băng dính dùng để dán cái module điều khiển vào xe để tránh tình trạng bị phát ra tiếng kêu. Mở hộp này ra thì đây là các dây được sắp xếp rất gọn gàng. Dây này dùng để kết nối. Và đặc biệt cam này chúng ta có thêm điều khiển này, có kết nối cổng USB 2. Mục đích của việc kết nối cổng USB 2 này dùng để đánh lái theo vô lăng. Thì đối với cam, các bạn nhìn thấy hình ảnh trên vỏ hộp này thể hiện này, đánh lái, đây là thể hiện đánh lái vô lăng sang phải, sang trái, thì ngay lập tức những mũi tên này sẽ đánh lái theo. Đấy, cam này sử dụng rất tuyệt vời. Thứ hai này, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh mô phỏng
Anh mô phỏng khi mà cam trước hiển thị đây thì đường lái thẳng với lại song song với lại bánh xe luôn, có thể hiện vẹt lái, vẹt của bánh xe đầy đủ. Đấy, đây là cái ưu điểm của cam này. Đây là cổng ODB2 dùng để kết nối. Đối với cam này thì chỉ lắp cho những dòng xe mà có cân bằng điện tử nhé anh chị, cân bằng điện tử để đánh lái theo vô lăng mới phát huy được hết tính năng của cam, thế mạnh của cam. Đây là dây kết nối chính vào cái thiết bị này, và đây là các jack dùng để kết nối vào đầu DVD. Cam này phải lắp vào đầu DVD. Dây này dùng dây để kết nối USB cho trường hợp chúng ta có USB để ghi lại, lưu lại dữ liệu, chúng ta sẽ dùng này. Cam này có thể thay lưng cả cam hành trình luôn. Trong trường hợp mà chúng ta lắp USB vào đây thì sẽ ghi lại hành trình luôn của cả bốn hình ảnh trên xe luôn, phải trái trước sau. Tuy nhiên thì dung lượng cam phải lớn, nếu không thì cũng sẽ ghi được ít. Trong khoảng 1 ngày 2 ngày sẽ phải tự nhiên nó sẽ xóa đèn, ghi đèn, vì là bộ nhớ này sẽ phải chứa thông tin của cả hình ảnh của cả bốn cam vòng quanh xe nên sẽ tốn dung lượng hơn. Đây là dây dùng để đi ra cam sau, rất gọn gàng. Dây dùng để đi cam trước này, đây là dây dùng cam trước. Còn đây dùng là đi cam bên phải. Đây dùng là đi cam bên trái. Ở đây là vỏ bọc dây để chống nhiễu đi ra ngoài. Và sau cam đây là một cái nút bấm để chuyển chế độ. Trong trường hợp chúng ta đang đi và chúng ta muốn hiển thị cam, chúng ta bấm hiển thị cam. Bấm lần nữa thì sẽ hiển thị cam trước, bấm lần nữa hiển thị cam bên phải, bấm lần nữa hiển thị cam bên trái và cam bên cam sau. Nút bấm này mọc thiết kế rất đẹp và chúng ta có thể dán bất cứ vị trí nào trên xe. Và đặc biệt chúng ta đối với dòng xe Kia, những vị trí nút chờ, chúng ta có thể mua nút chờ riêng về để chúng ta gắn để sử dụng cái nút bấm này. Nút bấm chuyển cam, chuyển chế độ. Để view cái cam này thì quý khách có thể truy cập vào website kênh shopauto.vn hoặc kênh YouTube shopauto. Shopauto.vn chúng tôi có video review lại cái hoạt động của cam này như thế nào, rất rõ ràng và rất nét. Thông tin đặt hàng anh chị vui lòng comment hoặc để lại số điện thoại hoặc liên hệ với số hotline 0982096636. Bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt. Ở Hà Nội thì anh chị có thể đến tại cửa hàng lắp đặt, hoặc là nếu chị không thời gian thì chỉ cần sắp xếp được vị trí rộng tại nhà anh chị, bên em có thể đến được nơi lắp đặt được. Có hai dòng cam cho anh chị lựa chọn, một là đối với xe mà không sử dụng không có cân bằng điện tử thì chúng ta sử dụng cam 2D thì cam giá rẻ hơn, còn cam này giá sẽ cao hơn. Xin cảm ơn.